nóng rồi đó. Đây giống như là một cái bếp từ các bạn nè, mình để lên đây thì nó hâm nóng thôi đó. Giờ mình sẽ thử cung cấp điện cho nó xem thử nó có hay nóng hay không các bạn. Đây bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái đế đế hâm nóng này đó. Nhấn các bạn, nhấn xuống thì đây bình thường nó sẽ không cái thấy đèn xanh nha, khi mình để cái ly lên á thì nó sẽ công tắc, nó sẽ chạm công tắc mà nó sẽ cháy đèn xanh, các bạn thấy nè, đèn xanh đang cháy tức là nó sẽ hâm nóng cái ly của mình lên, lại dưới đây nó sẽ ấm 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 lên. Các bạn, sản phẩm được giới thiệu là hâm nóng ở nhiệt độ là 55 độ C các bạn, vừa đủ ấm để mình uống cà phê sữa nóng rồi thôi, uống mà hơi ấm ấm các bạn. Cái ly thì tương đối cũng khá lớn ha, nên mình không biết là dung tích của cái ly này là bao nhiêu ha, nó không có để, nhưng mình nghĩ là trên trên 100, chắc trên 150 100 ml các bạn. Nhìn khá là màu một màu trắng nhìn sang ha, khá sang. Mình để một lát thử xem cái nhiệt độ ở đây nó có thay đổi ấm lên hay không ha. Mình gờ dưới đây thì cảm giác nó hơi ấm ấm lên các bạn. Mình gờ dưới đây nó cũng khá nóng các bạn. Rất là nóng ha. Nên khi để lên cái ly nước của mình lên đây nó sẽ nóng truyền sang cái ly này, nó sẽ giữ ấm cái thức uống của mình ha. Nè, giống như bếp từ các bạn. Nóng hổi nha. Ok các bạn, ở đây mình đã pha sẵn một ly cacao nóng các bạn. Nè các bạn xem nè. Đó. Mình pha không có sữa nên nó hơi pha hơi ít nên nó không được đậm đặc cho lắm các bạn. Mình để đây nè, nó sẽ hâm nóng cho mình hoài ha. Ví dụ mình đang làm việc á, mình uống từ từ thì nó dễ bị nguội đi. Để đây thì nó sẽ hâm nóng cho mình. Đang coi Việt Nam đá thì coi uống cà phê sữa nóng, cacao sữa nóng thì rất là ngon. Tỷ số đang 0-0 các bạn ơi. Rồi, video kiểm tra và test sản phẩm của mình cũng đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và mình sẽ sát cái đường link phía dưới phần mô tả ha. Nếu mà các bạn nào có quan tâm sản phẩm thì có thể tham khảo ha. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Đây các bạn, mình để trên bàn làm việc ha, một ly ly cacao ha các bạn. Khi mình uống cảm thấy nguội ha, mình sẽ để lên cái đế này nè cho nó hâm nóng ha các bạn. Hiện tại thì